Đoạn video ghi lại cảnh người lính trẻ tuổi gánh rau qua đường giúp hai cụ bà mệt nhọc đang được chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội vào đêm qua và sáng nay, mùng 2 tháng 8. Điều đặc biệt, người lính trẻ trong video này chính là Trung úy Đỗ Đức Việt, một trong ba chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa hy sinh trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022. Nhiều người không khỏi xúc động, bày tỏ sự tiếc thương cho một chiến sĩ cảnh sát trẻ tuổi, tốt bụng và hết lòng với công việc. Theo tìm hiểu, đoạn video được ghi lại vào tháng 6 năm 2018, sau khi đăng tải Đoạn video nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác và cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Thời điểm đó, Đức Việt là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, đang thực tập tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 9, Hà Đông, Hà Nội. Anh từng chia sẻ, sự việc xảy ra khi anh đang trên đường từ cơ quan về, dừng chờ đèn đỏ ở ngã Ba Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Nhìn thấy một cụ bà mệt mỏi đang gánh rau nặng chịu qua đường giữa trưa nắng, Việt tiến đến, gánh rau giúp bà cụ, sau đó, anh quay lại bên kia đường và giúp bà cụ khác. Thời điểm đó, chàng trai vô tư chia sẻ giúp đỡ người già là việc nên làm, mình thấy không cần lý do nào cả. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, mình đều thấy rất vui, Đức Việt cũng từng chia sẻ, từ nhỏ, anh đã ước mơ trở thành lính cứu hỏa để giúp đỡ mọi người. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 8, nhiều người xúc động chia sẻ bức ảnh Đức Việt với gương mặt, đôi tay lấm lem như vừa bước khỏi đám cháy đang âu yếm một chú chó nhỏ. Anh viết trên trang Facebook cá nhân, chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay, cậu đang mang màu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cuốn thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé bên dưới bài đăng nhiều người đã dành những lời cảm kích biết ơn sự hy sinh cứu người của đức việt và tiếc thương cho người lính trẻ dũng cảm